Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hình thức giao dịch, mọi người vui lòng đặt cọc cho mình một cơ số tiền vào số tài khoản của mình. Khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản. Các đồng chí nhận hàng trả nốt tiền, nhưng nên vỗ tay, thậm chí vỗ càng to càng tốt. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công mỹ mãn. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, có một số đồng chí bảo là đặt cọc nha, đặt cọc tiền vào cái số điện thoại của mình. Thì đương nhiên rồi, đấy, thời ngày hôm nay là tiền thì có thể chuyển được vào số điện thoại. Thế nhưng mà tiền mà chuyển vào số điện thoại thì chỉ có để gọi với nhắn tin, chứ không thể lấy rút tiền ra được. Thế nên là nếu như mà cứ giao dịch bằng cái hình thức là đặt cọc vào số điện thoại thì chỉ một thời gian ngắn là phải treo biển bán nhà. Đấy là mong các đồng chí cũng thông cảm cho. Phải đặt cọc vào cái số tài khoản của mình thì mới lại có tiền tiếp để lấy hàng tiếp, đúng không ạ? Đấy, mong các đồng chí thông cảm. Có một số đồng chí là cứ yêu cầu chuyển vào số điện thoại nhá. Đấy. Trước khi giới thiệu chiếc đài Sony ngon bổ rẻ thì cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được nhá. Đấy, chưa triển khai được thì mong mọi người cũng cho mình một cơ số thời gian nữa. Mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng, cảm ơn. Giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài Sony chạy điện 220V của Nhật Bản, Mazein Japan. Có model là CFS1200SC. Đây. Đây, cái kính của cái cửa băng này nó còn trong suốt này. Đây. Đấy, ông ánh này nhá. Đây. Thì nhân tiện đây, nhân tiện đây thì cũng trả lời một đồng chí nhá. Có một đồng chí bảo là mình cẩn thận quá. Đấy, đài thực ra nó có tiền nó chẳng đáng bao nhiêu cả. Nó cẩn thận quá lại còn phải xoay phên vỉ ở bên trong nữa. Đấy, thì cũng xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, ai cũng biết những chiếc đài radio cassette này là nó có tuổi hết rồi nhá. Đấy, tức là nhiều năm rồi, sản xuất nhiều năm rồi. Đấy, thì trên thực tế cái gì cũng vậy thôi, nhiều năm rồi thì nó sẽ lão hóa. Đấy, mình mua cũng vậy, có những chiếc đài ở bên trong đào bới xây lộn sửa bét nhè rồi nha. Đấy, thế mà cái phương châm của mình thì khác so với những người khác là ở cái chỗ mình mời mọi người soi nội thất. Còn những chiếc đài nào mà nó đào bới xây lộn rồi mình bỏ ngay nha, bỏ ngay không bán. Đấy, để lấy linh kiện, lấy được cái gì lấy, còn nếu không lấy đưa vào đồng nát ngay. Đấy. Thế là còn tiền thì đúng rồi, người anh em kia bảo là tiền nó chẳng đáng bao nhiêu tiền mà cẩn thận quá. Thì mỗi người có một quan niệm khác nhau. Với mình nhá, thì 1.000 cũng quý. Đấy, tiền cơ mà chứ có phải là giấy lộn đâu. Đấy, thế nên là bỏ 1.000 ra phải mua được đúng cái sản phẩm trị giá 1.000 và phải được xem trước khi mua nhá. Đấy, mua về rồi mới được xem ở bên trong nó như thế nào thì nó cũng chưa được hay lắm. Đấy, thế là mình bao giờ cũng vậy, mình mời mọi người xem trước. Đấy, xong là mới quyết định đến cái vấn đề tức là chuyển thóc nha, có chuyển hay không. Đấy, thì mỗi người một kiểu, không ai giống ai cả. Thì mong cái đồng chí kia cũng thông cảm cho nha. Đồng chí bảo là không cần thiết, nhưng với mình là rất cần thiết, tại vì mình mua đài mình gặp nhiều con này nha, nhiều con phiên vỉ này. Nếu mà đậy vào như này không bao giờ biết được, đậy cả nắp vào lắp vào như này không bao giờ biết được là ở bên trong nó như thế nào. Thế nhưng khi về mình tháo ra mình mới biết ở bên trong nó bét nhẻ rồi nhá. Đấy. Cái mặt của cái đài Sony 1200S này thì vừa mới xoay rồi đúng không ạ? Còn rất chi là bóng bẩn. Đây. Đấy, bây giờ xoay sang bên trong để xem chân ốc. Một chân này. Hai chân này. Ba chân này. Bốn chân này. Đấy, còn chân thì lắp bộ cơ này, năm này. Đấy. Bộ cơ thì nó lắp ở trên này, bộ cơ nó lắp ở đây, bộ cơ nó lắp ở cái chân này nhá. Thế xong là cái mặt này là
nó đậy vào là xong, nó đậy như kiểu cái vung nồi ấy nhá, cái vung nồi đủ bánh chưng đấy, đậy vào là xong đấy. Nhưng cái vung nồi thì có nhiều lúc mở ra được, chứ cái này mà mở ra là nếu mà không có y thuật là tốt nhất là không nên mở ra nhá. Còn đây là phên vỉ của nó đây, phên vỉ của chiếc đài Sony CFS 1200S đây. Đấy, phên vỉ của nó đây. Tổng thể cái đài này đã vệ sinh sạch sẽ rồi, xác nhận ngon, chỉ có việc chén đây, về cho nó ăn điện là nó rên rỉ lên nhá. Tình trạng hoạt động của chiếc đài này thì radio AM đã bắt được, thế nhưng mà không được nét. Đấy là con nói rõ thế cho nó dễ. Thế còn FM nhá thì Trần Văn nét, nó là điều đương nhiên rồi. Tại vì nghe radio chủ lực là băng FM, thế mà băng FM mà lại không đạt Trần Văn nét là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là bắt được ít đài thì cái đài đấy cũng không thể bán được nhá. Với mình chỉ có những chiếc đài đủ tiêu chuẩn Trần Văn nét thì mới bán. Đấy, còn nếu không Trần Văn nét, có rất nhiều chiếc radio cassette nó lại bằng sóng FM nó chỉ bắt được có 2-3 đài đi. Hoặc là ở cuối giải tần thì nó mới bắt được, hoặc là đầu giải tần mới bắt được, ở giữa không bắt được. Cái chuyện đấy là nó rất bình thường. Thì những chiếc đài đấy là những chiếc đài đang hỏng đấy nhá. Đấy. IC công suất đây này. Đấy. Tụ xoay zin. Đấy. Đây IC công suất đây. Tụ xoay đây nhá. Thì những chiếc đài radio cassette này dò cơ, tức là dò bằng tay, tay ta trực tiếp tác động vào con tụ xoay này. Về bản chất vấn đề là nó thay đổi điện dung của cái con tụ xoay này, để nó kết hợp với lại những cái lằng nhằng ở bên trong linh kiện điện tử ở trong để nó cộng hưởng cái tần số đài phát nhá. Nếu như dò sóng mà khó dò, tức là dò mãi mới dò được, khéo tay mới dò được, thì con này vứt đi ngay vào luôn, thay con khác vào là được ngay nhá. Đấy. Đây là mặt dưới của nó đây. Con tụ này là con tụ nguyên bản của hãng Sony, người ta bổ sung đấy nhá, chứ không phải là sửa vào bổ sung vào đâu nhá. Đấy. Đây. Mạch của nó như thế này chứ. Mạch của nó như thế này thì chẳng chê được. Chẳng chê được nhá. Đấy. Đấy. Chỉ có sạch văn đẹp trở lên này. Sạch văn đẹp trở lên này. Đây. Đấy. Xoay như thế này chẳng có ân hận gì cả. Nếu không thì nhiều khi không xoay được còn lăn tăn. Đây là bộ cơ của nó đây, bộ cơ của nó đây. Đấy. Bộ cơ thì cũng báo cáo luôn vào ngay, thế cho nó dễ. Dây Cura thì thay rồi. Thế nhưng mà bánh tì này. Bánh tì thì không có bánh tì mới, tại cái bánh tì này nó to đây này. Đấy, thì mình lấy ở chiếc đài khác ra cái bánh tì này vẫn còn dùng được. Lắp nó vào, chứ cái bánh tì này là không phải thay mới. Thì cũng báo cáo thế cho nó dễ nha. Mất lòng trước hơn được lòng sau. Đấy, sự thật thì nhiều người không ưa tại vì sự thật mất lòng. Thế nhưng thôi, quan điểm là cứ rõ và nét nhá. Thay cái gì bảo thay ngay. Đầu tư thì con đẹp đây này. Đấy, sờ vào chưa có rãnh nhá. Đấy. Mình này cái đầu tư là rất hay sờ, bán âm ly thì hay sờ tụ lắm nhá. Đi cần tụ nó mà phồi lên ấy, tức là nó phồng lên là chỉ có vứt đi. Đấy, đây là bộ cơ vẫn còn sáng loáng này nhá. Đấy. Đấy. Tiếp theo đến là cái nắp đằng sau đây. Đấy. Đã vệ sinh sạch sẽ rồi nhá. Đấy, chân ốc đây này. Đấy, chân ốc đây này. Chân ốc thì những cái chiếc đài này thì nó ít bị gãy, nó không như những chiếc đài Sony khác. Nó còn 1110 ấy. Đấy. Với lại con 710 ấy. Con 1000S rất hay gãy chân ốc nhá. Con 715 này lại hay gãy răng. Đây này, đấy, cái chân đang ten này. Nó còn zin này này. Nguồn zin đây này. Nguồn zin nhá, nguồn còn zin. Đây này còn cả cái nắp đậy cái cầu chì đi này. Đấy. Đây. Nguồn zin. Đây là mặt đằng sau của nó. Mặt đằng sau. Của nó. Đây này, cái rãnh này để lắp loa vẫn còn tốt nhá. Rãnh mà lắp loa vẫn tốt. Đây rãnh này. Đấy, lắp loa vẫn tốt. Anten, anten vẫn anten zin. Anten zin đầu nhựa đây này. Đấy, anten zin. Lắp pin đây. Đây. Tem mác của nó đây. CFS 1200S gì đây nha. Sử dụng điện một chiều là 9V, DC là 9V. Đấy. Thế là 6 quả pin đạo nha, mỗi quả 1,5 mà. Đấy. Còn đây là hai cái loa của nó, hai cái loa của nó đây. Hai cái loa thì cái này có thể xoay, cái này cái kia.
cái kiềng này, cái kiềng này có thể xoay cạo dầu được. Đây. Đấy. Thì thi thoảng đây này. Đấy, thi thoảng nó có những cái vết ố bé bé nhá, vết ố bé bé, đấy là những cái dấu vết phong trần. Đây. Đấy. Đây cái chỗ này thì nó bị kém đây này. Đấy, rõ nét nha. Đấy. Thùng này là thùng thùng nhựa nhưng mà sơn xước giả gỗ, nhìn đây này. Cái mặt trước này. Đấy, sơn xước này nhìn cứ tưởng là giả gỗ hay là dán đề can thì không biết, thế nhưng mà nó lại là nhựa chứ không phải gỗ đâu. Đấy, giả gỗ đây Sony này. Đấy. Chắc này là chắc Thạch Anh, chắc này chả mấy khi nó kiểu nha, đây. Đấy. Đây một thùng sau đây. Thì mới có vệ sinh cái máy thôi. Cái loa thì chưa vệ sinh nha, cái loa thì tiếp sau đó thì sẽ vệ sinh sạch sẽ. Còn bây giờ trước khi coi như thế là dừng clip thì cũng báo thóc luôn để cho các sư phụ cùng các huynh đệ nắm rõ. Đấy, phên vỉ các thứ mình đã xoay kỹ rồi. Về vì vấn đề thóc thì chiếc đài này chạy điện 220V, tình trạng hoạt động của nó FM. Radio đấy bằng sóng FM là Trần Văn Nét, tần số của nó thì từ 8800 đi lên đến 108 MHz. Hàng suất mà. Và bắt được rất nhiều đài. Không phải con nào cũng từ 88 đến 108 mà nó bắt được nhiều đài, không phải con nào cũng thế. Có đầy con nó bắt được ít nha. Đấy, nhưng mà con này bắt được nhiều, AM cũng bắt được nhưng không được Trần Văn Nét. Băng cassette chạy bình thường, tua đi tua lại các kiểu bình thường nha. Đấy. Mình cung cấp với một cái mức giá 410.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.